Kính chào quý các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà anh Nhẫn không quý vị, chợ gạo Tiền Giang ha. Này anh cũng có về một lô phô mai tứ quý không quý vị, mấy cái mai tàn không quý vị, muốn quay cho quý vị xem vào lô cùng ảnh ha. Mình thấy giá cũng chỉ vài trăm thôi không quý vị. Rồi em chào anh Nhẫn. Rồi chào quý vị, chào cô chú anh chị trên mọi miền. Nay mình cũng quay lại những cái cây phô mai như quý vị, tại vì mình mua giá cao quá mình phải bán cao, anh chị cũng thông cảm. Mua giờ mua cao bán rẻ không được. Vô cây số 1 ha. Nay cũng giảm giá nhẹ cho quý vị chơi ha. Rồi cây số 1 cho chiều cao anh. Chiều cao là 90. Chiều cao 90 ha quý vị. Hoành 21. Rồi hoành 21 ha quý vị. Rồi sẽ chụp đế luôn ha. Đây đế khá đế ha quý vị. Dán trực ha, một thân một cốt ha quý vị, tại cành đóng rất đều ha quý vị, đầu dội đuôi chuột luôn. Và cái số 1 giá luôn anh. Rồi cái số 1 giá 700.000. Rồi mã số 1 700.000 chuyển cây. Cây số 2. Chiều cao là 132. Chiều cao 1m32 thôi ha quý vị. Hoành 27. Ồ hoành thân 27 ha quý vị. Rồi đứng bên trong. Đây để em bỏ đều bốn mặt ha quý vị. Dán trực ha, một thân một cốt không quý vị, tại cành số tại cành đây không quý vị. Rồi giá luôn anh. Cây số 2 có giá là 850.000. Rồi mã số 2 850.000 không quý vị. Rồi chuyển cây. Số 3. Chiều cao 109. Chiều cao 509 hả quý vị. Hoành 25. Rồi hoành 25 hả quý vị. Cây này dán lắc nhẹ một thân một cốt ha quý vị, tại cành cũng khá ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 3 có giá là 650.000. Rồi mã số 3 650.000 không quý vị. Rồi chuyển cây. Tất cả đều qua sống vào xếp đồng quốc quý anh quý vị. Chiều cao là 127. Chiều cao 1m27 không quý vị. Hoành 21. Rồi hoành 21 không quý vị. Đây số tay cầm không quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 4 này có giá là 600.000. Rồi mã số 4 600.000 không quý vị. Rồi chuyển cây. Tiền nào của nấy quý vị ơi. Cây số 5. Chiều cao là 97. Chiều cao 97 không quý vị. Hoành là 23. Rồi hoành 23 ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi
rồi, cây số 5 này có giá là 550 ngàn. Rồi chuyển cây luôn anh. Cây số 6 là chiều cao 137. Cao 1m37 không quý vị? Quỳnh 25. Rồi quỳnh 25 không quý vị? Rồi giá luôn anh. Cây số 6 có giá là 600 ngàn luôn. Rồi mã số 6 600 ngàn luôn không quý vị? Số điện thoại của nhẫn thì mình để trên tiêu đề ha quý vị thiện chí nào muốn thích cái nào thì cứ liên hệ với nhẫn ha, nhiều khi nhắn lên mình đừng anh nhẫn anh cũng không kiểm tra được hết đâu quý vị, cũng rất mong quý vị thông cảm phần đó ha. Cây số 7 chiều cao là 190. Chiều cao 90 ha quý vị. Quỳnh là 28 chữ. Ngoài quỳnh 28 không quý vị, cây này quỳnh cũng khá to ha, nhưng mà nó xấu không quý vị, nhưng mà tiền nào của nấy quý vị ơi. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 7 thì có giá 350 ngàn. Rồi mã số 7 350 không quý vị, giá này quá rẻ không quý vị. Có 350 thôi quý vị, cây đó tiền ship cũng hết 100 ngàn không quý vị, trăm mấy không quý vị. Cây này phong cao. Này phong rất cao không quý vị. Cây số 8 này cao 1,5 m. Cao 1,5 m hơn không quý vị, nhưng mà anh tính 1,5 m thôi. Anh đo hết thứ dây còn dư không quý vị. Quý vị nào về cho cắt ngắn cắt. Rồi quanh 25 chủng. Rồi quanh 25 không quý vị. Đây đế không quý vị, đế có bị nó điều bóng mặt ha. Này tay cành nó đóng hơi thưa ha quý vị. Mà tiền nào của nấy quý vị ơi. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 8 này 750 ngàn. Rồi mã số 8 750 không quý vị. Cây số 9, một cây trực luôn quý vị. Chiều cao 138. Chiều cao 1m38 không quý vị, cây trực ha. Rồi quỳnh 22. Rồi quỳnh 22 không quý vị. Đây tay cành không quý vị. Trực thẳng luôn không quý vị. Tay cành đóng tứ diện không quý vị. Rút ngọn luôn không quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 9 này có giá 700 ngàn. Rồi mã số 9 700 hả quý vị. Cây số 10 là cây lùng lực không quý vị. Chiều cao là 69. Chiều cao 69 hả quý vị. Quỳnh 20. Rồi quỳnh 20 hả quý vị. Em có dư. Đây đế hả quý vị. Đế cũng bỏ đều bốn mặt ha. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 10 này có giá là 400 ngàn. Rồi chuyển cây luôn anh. Mã số 10 400 không quý vị. Cây số 11 là cái mây tàn như vậy. Chiều cao tầm 1m3 đi. Chiều cao 1m3 hả quý vị. Quỳnh 19. Rồi quỳnh 19 hả quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh.
Đây đế bỏ đều bốn mặt không quý vị. Nhỏ mà cây nhỏ đế rất khéo không quý vị. Đây tàn cũng tròn không quý vị. Cái này là anh dẫn là anh cũng con sơ nhẹ ha, cho tàn thông hơn quý vị hết ráo ha. Anh còn nhẹ đó không quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 11 là có giá 400 ngàn. Rồi mã số 11 400 ngàn quý vị ơi. Giá quá rẻ luôn quý vị. Số 12 cũng là cái mai tàn luôn. Này anh bán giá vốn luôn quý vị. Rồi chiều cao tầm 1,5 m. Chiều cao tầm 1,5 m không quý vị. Đây này giống như con thú không quý vị. Hoành 19 luôn. Rồi hoành 19 không quý vị. Đây đế không quý vị. Đế cũng rất là kéo đế ha. Đó mà rất là kéo đế không quý vị. Thú không quý vị. Tàn thì anh cũng con nhẹ không quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 12 này cái giá là 500 ngàn. Và mã số 12 500 ngàn không quý vị. Cái này cây số 13, chiều cao là 47. Chiều cao 47 không quý vị. Tâm tài lùng lực bóp măng không quý vị. Vượt hoài vậy. Rồi, hoành 45. Rồi hoành thân 45 không quý vị. Này nôm sổ không quý vị. Sổ cũng tương đối không quý vị. Bỏ đều bốn mặt ha. Cây rất lực cây không quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 13 này có giá là 3.900.000 đồng. Rồi mã số 13 3.900 không quý vị. Lấy dĩ sắt kia kia lên. Nãy em bỏ ra sẵn. Được. Bỏ cây chính giữa hai cây hai bên. Rồi bây giờ là mã số 14 này là cũng là mã số cuối cùng không quý vị. Gồm 3 cây. 77 chiều cao. 72. Còn là 16. 16 không có gì. 16, 15. Rồi ba cây này giá luôn anh. Rồi ba cây này có giá là 800 ngàn đồng. Rồi mã số ba cây cuối cùng ha quý vị. Cuối clip là 800 ngàn không quý vị. Ba cây cuối clip 800 ngàn đồng. Rồi cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video clip ha. Cũng rất mong được sự ủng hộ từ quý vị các bạn gần xa tranh nhẫn ha quý vị. Cái lô này thì giảm giá nhẹ cho quý vị ha.